Xin chào bạn, mình là Tuấn và hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi mà rất là nhiều bạn comment ở dưới những cái video là nhóm sử dụng thiết bị gì để quay phim, quay vlog, quay tutorial, đúng không ạ? Thì đây, nó đây các bạn, đây là chiếc Sony A6300. Đây là thiết bị mình sử dụng để quay những cái video đó. Và hôm nay video này mình sẽ làm cái video là hướng dẫn bạn cách setting cái máy Sony A6300 này để quay phim. Ok, và đây là setting nhóm mình sử dụng để quay những cái phim. Các bạn có thể thay đổi theo tùy sở thích của mình. Và đây là những chia sẻ của mình về cái máy này. Rồi, trước khi vào phần setting chi tiết thì các bạn cần làm một cái vấn đề rất là quan trọng là xoay bánh xe chế độ đây qua chế độ quay phim trước nha. Đây là màn hình sau khi bấm vào nút menu ha. Thì ở vị trí này bạn nên chọn cái tỷ lệ khung hình là 16:9. Sau đó thì bạn qua menu thứ hai, file format, thì ở đây bạn sẽ lưu ý sẽ có hai phần để cho bạn chọn, là ở đây là chế độ 4K và dưới đây là chế độ quay HD. Thì bạn có thể chọn một trong hai chế độ này tùy theo thích của mình. Ở chế độ HD á, thì bạn sẽ chọn được ở phần vị trí bên dưới đây. Nó sẽ có lần lượt là 24 frame, 30 frame, 60 frame và 120 frame. Và cái giá trị chữ M là bạn 50M hoặc là 100M hoặc 60M này, đó là bitrate. Và cái số bitrate càng cao thì chất lượng sẽ càng tốt. Và vấn đề quan trọng nữa là bạn thấy chỗ này Super 35mm, bạn thấy không? Những cái vị trí này, 1, 2, 3 vị trí này là quay sẽ được chất lượng tốt nhất, nó sẽ không bị drop đi. Còn những cái không có như thế này, ở đây là 120 frame, 100M hoặc là 120 frame, 60M, chế độ này sẽ bị drop xuống. Thì ở đây mình sẽ khuyến cáo nên chọn 3 chế độ phía trên để cho quay tốt nhất. Còn nếu bạn nào muốn quay 4K thì bạn chọn trên đây, chọn 4K thôi. Rồi, sau đó thì bạn ở đây bạn sẽ thấy được là sẽ có là 20 frame, 24 frame và 30 frame. Thì ở đây bạn nên chọn là hai cái dưới đây thôi, nó sẽ được không có bị crop. Còn nếu bạn nào muốn 30 frame chấp nhận sẽ bị crop, nhưng chất lượng giảm nghĩ cũng không có quá đáng lắm đâu, thành ra bạn hãy chấp nhận được. Rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp cái menu thứ ba ha. Menu thứ ba thì ở đây bạn sẽ thấy hai cái chỗ mình cần chỉnh là focus mode và focus area. Thì vị trí này bạn sẽ chọn được hai phần thôi là AFC và MF. MF là nét tay và AFC là nét tự động. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào menu lại. Còn focus area là cái vùng lấy nét, thì bạn hãy chọn được ví dụ như là lấy hết luôn, hoặc là lấy theo vùng, hoặc lấy chính giữa, hoặc là lấy theo điểm, thì tùy sở thích các bạn hãy chọn thôi. Bây giờ thì mình sẽ không có nói vấn đề này, mình sẽ làm một video chuyên về phần focus, lúc đó thì bạn có thể biết kỹ hơn. Bây giờ sẽ qua tiếp menu tiếp theo. Rồi, ở menu số 4 là bạn chú ý cho mình hai cái phần đầu tiên, đó là AF Brightness Peak và AF Track Scene. Thì AF Track Scene nó là cái phần tốc độ bắt nét, nghĩa là bạn có hai điểm A và B, thì bạn muốn là nó nhận diện từ A qua B nhanh chậm á, thì có thể là tăng cái này, chọn là 2 hoặc normal. 2 sẽ là nhanh, normal sẽ là trung bình, thì bạn có thể chọn nào tùy thích các bạn. Và cái AF Brightness Peak á là tốc độ chuyển nét, có nghĩa là sau khi đã nhận diện được lấy nét điểm nào rồi thì bạn muốn nó chuyển chậm chậm là phải chọn slow, trung bình thì chọn normal, hoặc chuyển cấp kỳ luôn, chuyển nhanh luôn thì chọn fast, nó cũng tùy sở thích thôi. Thì ở hai thông số này bạn có chọn như thế nào phù hợp với bạn là được rồi, sẽ không có quy tắc nào cả nha. Rồi, tiếp theo là phần ISO. ISO để chị nhảy sáng bạn hãy tăng hoặc giảm theo ý thích của bạn, tuy nhiên đừng có quá tăng cái ISO rất là cao, nó sẽ làm noise hình ảnh của các bạn. Ở cái menu số 5 thì cái dòng đầu tiên đó là Metering Mode. Cái dòng này là chế độ đo sáng. Thì đây sẽ có 3 cái: Multi, Center và Sport. Cái này nó rất là nhiều các bạn, thành ra mình sẽ làm video riêng về phần đo sáng. Bây giờ trả lại nha. Rồi, một thứ hai là cân bằng trắng, đúng không các bạn? Ở đây thì sẽ rất là nhiều lựa chọn cho các bạn đây. Một số bạn mới thì chọn để auto, còn mình thường á thì mình sẽ để ở chế độ K và mình tùy chỉnh. Tuy nhiên cái này nó cũng rất là rộng, thành ra mình sẽ làm một video nói về cân bằng trắng riêng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trả lại menu như lúc nãy nữa. Tiếp theo là ở đây bạn sẽ thấy vị trí này là Picture Raw File. Ở đây thì mình đang để off, nghĩa là mình sẽ quay Auto Raw File. Còn một số bạn quay Xlog giống như mình á, hiện tại mình đang để là BB8 để quay Xlog. Ok, nhưng mà Xlog nó cũng là một cái phần rất là quan trọng, thành ra mình cũng sẽ để ở cái bài sau để nó liên quan tới phần đo sáng nữa. Thì thành ra ở đây mình sẽ để off luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Rồi, ở cái phần menu số 6 này thì nó có một chức năng khá là hay. Khi nào bạn dùng chế độ MF á, Manual Focus lên nét bằng tay, thì bạn sẽ sử dụng chức năng này, nó khá là tiện. Khi bạn chọn vào á, nó sẽ cho bạn chọn ô vuông thế này, thì bạn sẽ điều chỉnh tới cái chỗ bạn cần lấy nét. Ví dụ như mình chọn cái chỗ cái áo này đi, bấm vào, nó sẽ phóng to lên, lúc đó bạn dặn nó sẽ nét, lúc đó bạn dễ nhìn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ trả lại menu để chỉ tiếp những chế độ khác. Tiếp theo là qua trang số 7 nha. Ở cái menu số 7 này thì bạn chỉ có một phần chỉnh duy nhất thôi, nhưng mà cực kỳ quan trọng, đó là Movie HFR. Ở chế độ này nó sẽ có rất nhiều như là B, A, S và M. Thì mình sẽ khuyến cáo bạn sử dụng chế độ M này để quay luôn.
Rồi lý do tại sao mình lại chọn chế độ M, tại vì khi mà bạn chỉnh bất kỳ cái thông số nào trên chế độ M á là nó cố định và giống y như cái màn hình bạn xem trên cái ở đây luôn nè bạn, giống như màn hình này luôn. Còn nếu bạn chọn những chế độ khác á, nó sẽ thay đổi và nó sẽ nhảy, thành ra khi mà bạn quay xong bạn đưa vào cái máy bạn dựng á thì bạn thấy nó nhiều khi nó chớp hoặc nhiều khi nó sáng quá, nhiều khi lại tối quá, nó không đúng theo ý mình. Thành ra nên chọn chế độ M và set mọi thông số bằng tay. Rồi ở trang số 8 thì nó sẽ có là cái steady shot nè. Ở chế độ này thì nếu mà on được bạn nên on đi, tại vì nó sẽ giúp chống rung. Thì thường do len nó sẽ có on được hoặc không on được, thì nếu on được cứ cho on nha. Mọi thông số sau đây thì để giống như vậy mình là được rồi. Phần wind noise reduction này nè bạn, thì nếu mà bạn xài mic rời thì mình khuyến cáo bạn nên để off luôn. Còn nếu bạn nào xài ghi âm trực tiếp từ body thì bạn nên để on, nó sẽ giúp bạn lọc những cái âm thanh tiếng ồn từ gió cũng khá là ổn, nhưng mà không phải 100% đâu. Tiếp theo qua trang 9 nha. Ở trang 9 này là chế độ memory, thì bạn hãy set được ở trên dòng bánh xe đây, số 1, số 2 để mình chỉnh. Thì cái đó mình cũng không cần thiết phải chỉnh lắm đâu. Mình sẽ qua tiếp phần bánh răng nha. Ở đây là cái zebra, là cái chế độ nó sẽ cảnh báo khi nào bị cháy sáng. Thì ở đây mình sẽ chọn là 100 cộng cho chế độ ít lóc. Tuy nhiên mà để no profile như mình hướng dẫn thì bạn nên chỉ để khoảng tầm 80 là đủ rồi, mà không nên để cao nha, tại bên mình quay ít lóc, thành ra mình sẽ để là 100 cộng. Rồi tiếp theo MF Assist, đây là chế độ hỗ trợ cho những người lấy nét bằng tay, manual focus. Thì ở đây bạn nếu bạn xài MF bạn nên để on. Tiếp theo là ở cái phần marker display này thì bạn nên để on để bạn canh khung nó dễ hơn. Và tiếp theo cái phần này bạn nên qua trang 2, nó sẽ có phần marker setting. Ở đây thì bạn có thể là chọn ví dụ như tỷ lệ khung hình nè. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái tỷ lệ khung hình là 2.35.1, chọn thử ha. Rồi mình sẽ thoát ra ngoài menu thì bạn sẽ thấy hai cái viền trên viền dưới không. Bạn hãy canh khung hình đó, sau đó bạn đưa vào phần mềm dựng phim và bạn để đúng tỷ lệ như thế này, nó sẽ ra một cái đoạn phim dài vậy luôn, khá là ổn. Tiếp theo quay về menu nữa nha. Ở đây bạn cần chú ý phần picking level và picking color thôi. Tuy nhiên bạn nào cần sử dụng MF là nghĩa là lấy nét tay thì bạn hãy xài. Thì ở đây mình sẽ nói luôn là bạn nên chọn hai. Ở vị trí màu picking thì bạn có thể chọn đỏ hoặc là vàng hoặc trắng tùy theo mắt bạn thôi. Mình thấy đỏ nó rất là ấn tượng và dễ nhìn, thành ra mình sẽ chọn là red. Còn bạn cũng chọn thế nào chọn. Còn nếu bạn nào không MF thì bạn cũng không cần thiết phải mở cái này đâu. Rồi qua tiếp nha. Ở cái trang số 3 này thì bạn cần chú ý phần zoom setting. Bạn nên set là optical zoom only thôi, có nghĩa là bạn chỉ zoom quang học bằng lens thôi. Còn nếu lens bạn không có, lens fit thì nói chung là không chỉnh gì cả. Chứ đừng chọn xuống digital zoom nha. Đây là zoom điện tử, nó sẽ làm giảm chất lượng của các bạn. Bây giờ mình sẽ trả lời menu ha, qua tiếp phần tiếp theo. Ở phần này thì cái phần này rất là quan trọng nè bạn. Nếu mà bạn để auto thế này á, khi bạn đặt tay vào vị trí này màn hình sẽ bị tắt. Thì mình khuyến cáo nếu mà bạn để quay phim á thì chắc chắn bạn phải để monitor. Thì ở đây bạn sẽ để tay đây nó không bị tắt hết. Ok, lúc đó bạn có thể theo dõi cái số phim mình nó dễ hơn rất là nhiều. Rồi ở cái phần bánh xe này thì mình chỉ cần chỉnh tới trang 4 thôi, còn những cái thông số phía sau để mặc định là cũng được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ qua luôn. Rồi. Phần quan trọng là nằm ở ngay cái phần phía cặp này nè bạn. Thì ở đây bạn sẽ thấy là cái phần Gamma Deep Assist nè. Phần này nó sẽ giả lập cho bạn khi bạn quay ít lóc. Ok, này ví dụ ít lóc 3 bạn sẽ chọn cái này. Tuy nhiên cái này mình sẽ nói sau đi. Mình sẽ cứ để off. Nếu mà quay auto profile bạn chỉnh như vậy là ok lắm rồi. Rồi menu số 2 không có gì để chỉnh cả. Menu số 3 thì cái phần này cũng khá là quan trọng là NT, SC và Ban. Ở đây bạn hãy chọn NT, SC cũng được và Ban cũng được, nó cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên mình khuyến cáo bạn chọn NTSC, tại vì khi bạn chọn cái đó bạn sẽ được lợi frame rate hơn, có nghĩa là cũng cùng một cái chế độ quay thôi nhưng mà bạn thấy quay được nhiều frame rate hơn. Còn nếu bạn nào quay 24 frame hết thì có thể là chọn hai cái nào cũng được cả. Tuy nhiên nhớ cho mình nha, khi bấm vào đó bắt buộc phải format thẻ nhớ, thành ra đảm bảo là bạn đã backup và solo cả thông tin hết. Rồi đến đây là gần như bạn đã hoàn tất cái phần setting cơ bản cho cái máy Sony A63 rồi. Mình chỉ thêm một cái phần mình hay dùng nữa là chế độ format. Đây. Ok, khi nào thẻ bạn muốn format lại để bạn lưu dữ liệu mới thì bạn chọn vào đây. Bạn chọn Enter, nó sẽ format cho các bạn. Rồi, bây giờ kết thúc cái phần hướng dẫn nè bạn. Rồi, mình vừa mới hoàn tất cái video hướng dẫn bạn cách setting để quay phim dành cho máy Sony A6003. Tiếp theo đó mình sẽ có những cái series phía sau gồm như là chế độ lấy nét Sony A6003, chế độ đo sáng Sony A6003 và chế độ quay S-Log3 của Sony A6003 kèm theo chế độ đo sáng cho S-Log3 luôn nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Chúc các bạn có những phim đẹp. Tự động nhận diện dùng lấy nét, có nghĩa là bạn muốn là từ điểm A qua B nó sẽ nhận diện liền, hay là nhận diện từ từ má tới cái gì luôn á.